face of the Holy God Jesus Christ appear in the sky of Orange County, California, 92683. This is the original color. And this is, I make the color darker so you may see more detail. So this is the original color, and this is the color I make it darker. Take a look. The face of the Holy God Jesus Christ appear in the sky August 29, 2009 in the USA. And also August 29, 2009, Angel Lucifer cast out from heaven, and now they came to earth, many of them, and they become Satan. You see the body of the snake right here, zigzag, 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 cast out from heaven, Angel Lucifer, troublemaker. When they came to earth, they become Satan. You see the head right here, the skull, the eye right here, the body of Satan right here, the body of the snake right here, right behind me when I holding the Holy Cross pray. That means they always behind you and around you too, because they do have power. And now when I turn this way, you see the face of Jesus over here. That face is this face right here. Now, my dear brother and sister, this is the original color. Now I go to turn this way. I make it darker so you may see more detail. You see, Lucifer cast out from heaven right here, zigzag, zigzag, the body of the snake. When they came to earth, they become Satan. You see the head right here, the eye, the skull right here, and the open mouth of the snake right here, and skull of Satan right here, right here. Skull of Satan right here. I need to share with you clearly. This is the body of the snake. Zigzag, zigzag. Angel Lucifer, troublemaker. The Almighty God kicked them out from heaven and they came to earth. They become Satan. This is the body of Satan and this is the body of the snake. And this is the head of the Satan. See the eye, the skull right here. And this is the mouth, open mouth of the snake right here also. See open mouth. And this is the body of Satan. And this is the snake. So that means they all way around you. Be careful because I'm human. So I'm right here, they right behind me. That means they right behind you and around you too. And now I turn this way, again, you see the face of Jesus right there. See the face of Jesus right here? See the eye, the nose, and the mouth, and the beard? Right? Now I turn to the original color. You can see it very clear also. See that? Learn something. You see that? Okay now, my dear brother and sister. Again, the face of Jesus right here, right? That means this face right here. You got that? I think you do. Now, 365 days later, after the face of Jesus appeared in the sky in Orange County, in the sky of Orange County, this appeared in the sky. This is the Lion of Judah, John 5:5, Revelation John 5:5, the Lion of Judah,
My dear brother and sister, this is the Lion of Judah. The father lion protect the baby lion. The father lion protect two baby lion appear in the sky, performed by oxygen, pure oxygen. This is the original color. And now I show you the color darker. We must have the original color before we can make it darker, right? So now I show you the darker color, okay? So I show you more detail. Now, my dear brother and sister, this is the color darker. So I show you what is it look like, okay? First, I show you the face of the father lion. This is the face of the father lion. You see, this is the nose and the mouth. And this is the eye right here. See the eye right here? It's one eye right here. And this is the nose and the mouth. And this is the body of the father lion. And this is the leg of the father lion. Laid out, you know, comfortable. And look at you and me. Look straight to the camera. This is the nose and the mouth. This is the eye. This is the head of the father lion. And this is the body of the father lion. And this is the leg of the father lion. You got that? And now I'm going to show you two baby lions on top of the father lion. The baby lion is you and me. The father lion is Jesus Christ, the Holy God. In the Bible, talk about this. John 5:5, Revelation. Look over here. You see the tongue of the baby lion. This is the open mouth of the baby lion. And this is the head of the baby lion. And this is the tail of the baby lion. The butt over here, the tail over here. The leg of the baby lion over here. And one more baby lion. You see, over here, the tail and the leg and the head over here. And this is the sun. This is the father lion and two baby lion flying across the sun. We capture August 29, 2010. Exactly 1 year after the face of Jesus appeared in the sky. I will pray about 3 days, prepare for the day, August 29, 2010, because exactly 1 year before that, the face of Jesus appeared in the sky, so we wish to see something from God appear in the sky so we can report to you. Because my dear brother and sister, I am the last prophet of God sent to earth before Jesus Christ, the Holy God, come back to earth to rescue you and me. Remember that. And you all need to translate to all different languages to our brother and sister around the world to know about this report today, because this is the most important message from the Almighty God give to all humankind. Because the Holy God Jesus Christ coming back to rescue you and me, and we all need to be sincerely answer and respond to the Almighty God Jesus Christ call. How? We need to learn and take action from Jesus Christ teaching. So it's all in the Bible of the Holy God Jesus Christ. Remember that. Again, this is the original color. And now I make the color darker. Also, August 29, 2010, this appear in the sky of Orange County also. This is the attack lion. Revelation John 5:5 talking about this.
this is will attack Satan, and of course locked up Satan and demon and devil, and of course of those who keep doing the wrong thing, bad thing, will be face this lion. And now this is the original color. I'm going to show you the color I make darker so you may see more detail. This is the color darker. As you see right here, it's open mouth and teeth and everything always ready to attack. Look at that. The lion with seven eyes, seven head. John 5:5 Revelation. This one I make the color different so you may see more detail. And this one is the original color right here. See the open mouth. See the head and the eye too and everything. And also you see the angel over here too. Over here, angel over here. Like a dove right here. The Holy Spirit. The Holy Ghost right here. And this is open mouth, teeth and everything ready to attack. I make it darker so you may see more detail. All of these important, wonderful images should put in your home and your office worker or your church or your temple or your government worker whatsoever. You know, to remind that we been blessed and take care by the Holy God, the Almighty God. No one can run away from God. Remember that. And this one made the soul burning at many thousand degree hot. Appear in the sky. God tell me to capture this picture to let you know. It's all the miracle image I've been report to you. This is by God order. Tell me to capture this picture and to report to you so you can decide either you be with Jesus or Satan will get you, or you will be burned like this. And this is Satan appear in the sky. You see that? See the face of Satan? And also this is tsunami warning. The water wave high mile up to the sky when earthquake and heat from the sun attack the earth. An earthquake, tsunami happen and water wave high mile up to the sky. By that time, billion life will be wiped out. And only the Holy God Jesus Christ can save you and save your family and save your country. Remember that. This is no joke. Satan appear in the sky and tsunami warning. This is the original color. Okay, this is, I make the color darker so you may see more detail. See the eye, the nose and the open mouth sucking the lonely soul. And this is the original color so you may see more detail. Color darker,
This is the original color. You see the face of Satan? Tsunami will happen in the future. The water way high, my up to the sky. Billion people will wipe out. And also in this picture here, talk about Asia, Southeast Asia, China, North Korea, Japan. This area will be war if Asia not repent as soon as possible. War will happen soon. Remember that. And this is the phase of spirit of soldier. You see it? I'll show you exactly what it is. You see many helmet up here. And this is the eye. And this is the nose broken, the lip, the mouth broken, skin all burned by bomb and gun and TNT and, you know. They dead, they die already, but their spirits, you know, never die. Right now, they with the Almighty God, and the Almighty God allowed them to appear in the sky to warning all of us. You see that? Many face. Kính thưa đồng bào quý mến, đây là sấm lệnh của Cha Trời Giê-xu ban cho tất cả nhân loại, đặc biệt ưu ái cho người Việt Nam chúng ta được biết trước. Đây là khuôn mặt Cha Trời Giê-xu hiện ra trên mây. Trong lúc chúng tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện tại On County, đây là hình màu đậm và đây là hình màu gốc. Chụp như thế nào chúng tôi in ra như thế. Hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung.
đồng hương cần copy hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu để giữ trong nhà của mình, cũng như phân phát cho đồng bào ba tánh nhân loại. Vì hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu có phép lạ đi chung để bảo vệ chúng ta trong những ngày tháng năm sắp tới cho đến ngày tận thế. Ngày tận thế là ngày cha trời Giêsu sẽ tỏ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu. Và ngày đó đã gần sát một bên rồi. Cha trời Thượng Đế Toàn Năng cho tôi biết là thời điểm đó đã sát một bên và sẽ xảy ra đúng thời dũng biểu của cha trời Thượng Đế Toàn Năng, tức là ngày tận thế sẽ đúng thời hạn và chắc chắn không chậm trễ. Vì thế, đồng bào hãy mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội và là cách tốt nhất để chúng ta lập công chuộc tội và là cơ hội cuối cùng để chúng ta lập công chuộc tội, đó là mau mắn ăn năn sám hối, sống và thực thi theo những điều chỉ dạy của cha trời Giêsu, cùng lúc đồng hành với chúng tôi copy hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu phân phát cho tất cả đồng bào nhân loại ở khắp mọi nơi, trên 7 tỷ người được có hình ảnh này gấp hình này hoặc là hình màu gốc như thế này hoặc là hình này. Đồng bào hãy mau mắn làm bổn phận của mình, vì đây là lời mời gọi của cha trời Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi gửi đến tất cả đồng bào Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi, và nói chung là gửi đến cho tất cả đồng bào nhân loại ở khắp mọi nơi. Hãy mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội. Và cách tốt nhất để lập công chuộc tội là ăn năn sám hối, cùng lúc sống theo những điều chỉ dạy của cha trời Giêsu, và đồng thời đồng hành với tôi phân phát hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được có hình ảnh này gấp. Thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào Việt Nam rất là quý mến của chúng ta, nói riêng và nói chung là thành thật cảm ơn tất cả thời giờ quý báu của tất cả đồng bào nhân loại ở khắp mọi nơi. Những ai biết nhiều thứ tiếng hãy dịch lại cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp. Đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội sau cùng để lập công chuộc tội. Nguyện sinh hồng ân của cha trời Thượng Đế Toàn Năng là Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần ban phước lành
bảo vệ cho tất cả đồng bào nhân loại chúng ta. Nguyện xin thông ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban ơn đặc biệt cho tất cả nhân loại mau mắn ăn năn sám hối, sống theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Giê-xu. Bởi vì kỳ này chỉ có Ngài là đứng duy nhất mới có thể cứu rỗi chúng ta và sẽ đem chúng ta sống chung với thế giới thiên loại. Chính Ngài là đứng sẽ giúp chúng ta, cứu chúng ta, đem chúng ta về sống với thế giới thiên loại, có tầng, có giới, có hoa, có súc sinh, có nhân loại, có ác quỷ, thì chắc chắn phải có thế giới thiên loại. Và thế giới thiên loại là thế giới cao hơn tất cả chúng sinh, cũng như cao hơn tất cả những thế giới khác. Vì thế giới thiên loại mới thực sự có quyền năng ban cho chúng ta sự sống tuyệt vời, đầy ý nghĩa. Chúng con thành thật cảm ơn Cha Trời Giê-xu đã thương xót ban cho dân tộc Việt Nam chúng con được biết trước và đã mời gọi dân tộc Việt Nam chúng con mau mắn làm gương trước, là hãy mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội bằng cách là thông báo sấm lệnh của Ngài và hình ảnh của Ngài được phân phát cho tất cả đồng bào nhân loại ở khắp mọi nơi được có và được biết gấp về những sấm lệnh mới nhất và quan trọng nhất của Ngài ban cho, quan trọng nhất bây giờ cho đến Ngài tận thế, Ngài mà chính Ngài là Cha Trời Giê-xu sẽ tỏ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu để cứu rỗi chúng con một lần nữa. Amen.